Với khả năng sáng tạo vô biên, các nhà thiết kế thế giới đã tạo ra vô vàn thiết kế độc đáo. Ai trong chúng ta đều từng phạm phải sai lầm, phải không nào? Tuy nhiên khi bạn là nhà thiết kế thì sai lầm trong mẫu xe hơi, máy bay hoặc là mẫu kiến trúc có thể gây ra hậu quả rất là tốn kém, thậm chí là nguy hiểm ở công ty sản xuất hoặc những người thử nghiệm chúng. Từ những thiết kế về cấu trúc thiếu sót đến thẩm mỹ kỳ lạ, những thất bại thiết kế có thể dẫn đến vô vàn sai lầm về sau. Nào, hãy cùng Takawai đi khám phá thiết kế sai lầm lớn nhất mà loài người đã từng nghĩ ra. McDonnell XF-85 Gobin. Máy bay XF-85 Gobin ra đời lý do rất đơn giản. Anh Tucker B-36, một trong những niềm tự hào không quân Mỹ vào cuối những năm 1940, cần được hộ tống khi tham chiến. Yêu cầu mà không quân Mỹ đặt ra đó là máy bay ký sinh có chiều dài chỉ khoảng 4m và cao chưa đến 3m. Sải cánh khi gập lại dài khoảng 1,5m. Trọng lượng của nó thì không được vượt quá 3 tấn, được trang bị 4 súng máy hạng nặng và phải đạt tốc độ hơn 950 km/h. Hãng McDonnell là nhà thầu duy nhất chấp nhận thiết kế máy bay mới theo những yêu cầu trên. Và các kỹ sư của hãng sau đó đã thiết kế và chế tạo XF-85 Goblin. Nó thì là một máy bay phản lực nhỏ, có khung thân hình quả trứng và thiết kế đuôi sau kiểu cái dĩa. Các mẫu thử được chế tạo và trải qua cuộc thử nghiệm vào năm 1948. Tuy nhiên là kết quả thử nghiệm lại không mấy khả quan. Mặc dù việc tách ra khỏi máy bay ném bom đối với Goblin rất là dễ dàng, các phi công lại gặp khó khăn trong việc quay trở lại. Nhận thấy các vấn đề nảy sinh trong chuyến bay thử nghiệm, McDonnell đã xem xét lại chương trình và đề xuất một phát triển mới dựa trên thiết kế thông thường. Tuy nhiên, trước khi bất kỳ cải tiến được thực hiện trên X-85, thì không quân Hoa Kỳ đã hủy bỏ chương trình X-85 vào ngày 24 tháng 10 năm 1949. XF-85 nhanh chóng bị hủy bỏ, các mẫu thử được đưa tới các bảo tàng. Xe Chaban. Năm 1954, Nội các Cộng hòa Dân chủ Đức, Đông Đức đặt mục tiêu chế tạo một loại xe hơi có thể so sánh với chiếc Volkswagen của Cộng hòa Liên bang Đức, Tây Đức. Yêu cầu đưa ra xe không nặng quá 600 kg, chạy 100 km hết 5,5 lít và giá dưới 4.000 mark. Dòng Chaban đầu tiên là chiếc P50 xuất xưởng vào ngày 7 tháng 11 năm 1957, tiêu tốn 6,8 lít cho mỗi 100 km đường và có giá đến 8.360 mark. Nhưng xe đã được đón nhận vì kiểu dáng đẹp, có điều hòa không khí. Gõ vỏ xe phát ra tiếng cộp cộp vì dưới lớp vỏ kim loại khá là mỏng là vật liệu tổng hợp Duroplast. Vật liệu này gồm nhựa phenol và sơ bông, được kỹ sư Đức Wolfgang Bartel chế tạo để khắc phục việc Đông Đức rất là khan hiếm kim loại. Chaban vì thế còn được gọi là xe đua các tông. Là xe IT chạy sang pha, xe Chaban không bền. Tuy vậy, để có được một chiếc Chaban, người ta phải đăng ký và chờ đợi khoảng 10 năm. Các gia đình ở Đông Đức phải lo đăng ký mua xe khi còn nhỏ, để đến khi còn lớn thì vừa kịp có xe mà dùng. Việc mua bán thì cũng không dễ dàng, nên những chiếc Chaban thường được dùng trong nhiều năm. Xe càng cũ thì càng hay hỏng hóc, mà phụ tùng thay thế thì khan hiếm, nên người dùng phải tìm cách trả lắp đủ thứ linh kiện. Lái động cơ hai thì và không có bơm xăng, dân đi xe Chaban đành phải học cách sẵn sàng đối phó các hỏng hóc bất thường. Và vì thế, trong mỗi thùng xe Chaban luôn phải gộp đồ nghề sửa xe và một chai dầu máy. Như những chiếc xe chạy xăng pha dầu kéo theo làn khói trắng mịt mù, không thể bắt kịp công nghệ xe hơi vào những năm 1980. Bên cạnh đó, lạm phát khiến giá xe quá cao, nên kế hoạch xuất khẩu Chaban sang phương Tây bị phá sản. Trong khi đó, sự sụp đổ bức tường Berlin khiến người dân Đông Đức đổ đi mua xe hơi Tây Âu. Chaban đã mất thị phần. Và đến ngày 30/4/1991 thì nhà máy Zickwell ngừng sản xuất ở chiếc xe Chaban thứ 3.051.485. Thống kê năm 2007 của Văn phòng Liên bang về xe có động cơ cho thấy ở Đức còn khoảng 52.000 chiếc Chaban. Trong khi Chaban cũ được bán trên mạng với giá khoảng 1.000 euro, một số nhà máy sản xuất ở Đức đang muốn phục hồi lại kiểu xe này. Hiện thì có một chiếc xe Chaban màu trắng Nga được đặt trên vị trí nổi bật trong bảo tàng Cộng hòa Dân chủ Đức ở thủ đô Berlin. Bánh kép bay Ford V-173. Ford V-173 Flying Pancake, một loại máy bay thử nghiệm Hoa Kỳ, được thiết kế bởi Charles Him Zimmerman như một phần của chương trình máy bay chiến đấu Ford XF-5U Flying Flapjack trong Thế chiến thứ 2. Bánh kép bay hình dạng một chiếc tàu lượn hình bán nguyệt, không có thân máy bay. Ở phía trước, nhà thiết kế cho lắp đặt bừng lái và hai động cơ với ba cánh quạt ở hai bên. Ở phía sau là các bộ cánh nhỏ được lắp thêm ở chức năng điều hướng. Tổng chiều dài chiếc máy bay này là 8,1m và chiều rộng là 7,1m. Chuyến bay đầu tiên của V-173 diễn ra vào ngày 23 tháng 11 năm 1942, do phi công thử nghiệm của Ford là Paul Giton điều khiển. Quá trình đánh giá V-173 diễn ra vào năm 1942 và 1943. Trong vài lần thì Ford V-173 thực hiện những chuyến bay đầu tiên vùng nông thôn bang Connecticut, Mỹ. Nhiều người đã gọi cảnh sát bởi họ tưởng dìa bầu xuất hiện. Có một lần thì V-173 buộc phải đáp khẩn cấp trên bãi biển.
Tuy nhiên là phi công nhận thấy có hai người nằm ngay trong đường hạ cánh của mình, khiến ông phải khóa gấp hệ thống phanh trên máy bay làm nó bị lật ngửa ra. Đáng chú ý là khung máy bay đã chứng minh sự bền vững của cấu trúc khi cả nó lẫn phi công đều không chịu bất kỳ thiệt hại đáng kể nào. Mặc dù là có một số thành công, dự án đã bị dừng lại vào năm 1947. V-173 đã bay chuyến cuối cùng vào tháng 3 năm 47. Tổng cộng thì nó đã hoàn thành ít nhất 190 chuyến bay, bay 132 giờ bay thử nghiệm. Hiện tại thì Vought V-173 được trưng bày ở bảo tàng hàng không Frontier tại Dallas, Texas. Pontiac Aztec. Chiếc Pontiac Aztec là chiếc crossover cỡ trung đầu tiên do General Motors sản xuất. Pontiac Aztec được hãng GM tung hô chiếc xe linh hoạt nhất thế giới. Để hạ giá thành của chiếc xe, hãng xe Mỹ đã cố gắng cắt giảm chi phí tới mức tối đa có thể. Có lẽ vì lý do này mà ngân sách dành thiết kế không được đảm bảo cho lắm. Aztec cũng đặc trưng bởi góc cạnh hơi thô phía trước. Không chỉ là mức cân đối, Pontiac Aztec còn sở hữu một thiết kế quê mùa. Độ xấu xí của Aztec nổi tiếng đến mức đoàn làm phim Breaking Bad đã cho chiếc xe làm phương tiện đi lại cho vài năm chính trong phim để miêu tả cuộc sống thảm hại nhân vật này. 100 trên 100 người Mỹ khi được khảo sát đều chê tới tấp thiết kế của dòng xe này. Tuy nhiên, đây vẫn là một dòng xe tốt, kể cả về khả năng vận hành lẫn sự bền bỉ của nó. Nếu không vì sai lầm trong thiết kế, đây có thể đã là cái tên hot nhất trong làng xe Mỹ. Năm 2007, Aztec được bình chọn là một trong 50 chiếc xe tồi tệ nhất mọi thời đại của tạp chí Time. 3 năm sau, nó lại được liệt kê vào danh sách 50 phát minh tồi tệ nhất. Trang mạng chuyên xe hơi Edman.com đặt nó ở phía trên cùng những bảng xếp hạng 100 chiếc xe hơi tệ nhất mọi thời đại. Trong đó thì họ phê phán chiếc Aztec thực sự là ghê tởm. Người ta gọi nó chiếc xe duy nhất có thể hủy hoại cả một công ty sản xuất ô tô có thâm niên 84 năm trong nghề. Airbus Beluga. Siêu máy bay vận tải Airbus A300-600ST hay là Beluga ra đời nhằm vận chuyển phần thân hoặc cánh máy bay cho hãng Airbus hay những loại hàng hóa công kềnh quá khổ khác. Chiếc máy bay này được thiết kế giống những chú cá voi trắng Beluga, cũng bởi vậy mà nó có tên là Airbus Beluga. Những chiếc Beluga chiều dài là 56,15m, dài cánh 44,84m với khoang chứa hàng có thể tích là 1.410m3. Tải trọng cất cánh tối đa của chiếc Beluga đạt 155 tấn với khả năng chuyên chở hàng hóa nặng tối đa 47 tấn. Khoang chứa hàng dài 37,7m với đường kính là 7,4m. Điểm nhấn của những chiếc Beluga là phần đầu máy bay cong lên giúp nó dễ dàng chất loại hàng hóa cồng kềnh như là thân một chiếc máy bay khác. Nắp khoang chứa hàng có thể mở lên giúp tăng tính cơ động của chiếc máy bay. Bên trong khoang chứa hàng của một chiếc Beluga, đường kính 7,1m giúp nó chứa được các loại hàng hóa cồng kềnh. Lợi thế của Beluga không nằm ở trọng lượng hàng hóa mà chính là kích thước của chúng. Những loại hàng hóa quá khổ dễ dàng nằm gọn trong thân của Beluga. Năm 2006, một chiếc Beluga đã chuyển cả một bức tượng pharaoh Ptolemaic bằng đá granite cao 5m từ Berlin, Đức tới Paris của Pháp. Những đơn vị chịu trách nhiệm vận chuyển cho biết Beluga chiếc máy bay duy nhất có khả năng chở được bức tượng này. Những chiếc máy bay khác quá hẹp so với nó. Những chiếc Beluga chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 1995. Airbus đã sản xuất 5 máy bay loại này. Và suốt gần 2 thập kỷ qua, Beluga đóng góp rất là nhiều vào ngành công nghiệp sản xuất máy bay của Airbus và vận tải hàng hóa trên toàn thế giới. Xe Bonberg. Bonberg là mẫu xe thể thao của Anh Quốc với chỉ 3 bánh và 2 chỗ ngồi, được sản xuất vào những năm 1970. Chiếc xe này đón chào các vị chủ nhân bằng cách nâng nóc xe. Đây là lối vào ra duy nhất của xe. Chiếc xe 3 chỗ kỳ dị được thiết kế để mang tới sự phấn khích cho người sử dụng. Trong đó thì bộ ghế bên trong cabin được đặt khá là thấp để gia tăng cảm giác về tốc độ. Bonberg ban đầu được trang bị động cơ 700cc của Rillian, cho phép nó đạt vận tốc tối đa là 122 km/h, tức là vượt qua cả giới hạn tốc độ tại Anh thời kỳ đó. So với nhiều dòng xe thể thao khi ấy, tốc độ của Bonberg chẳng thua kém là bao, thậm chí ngang ngửa ở đằng khác. Nhờ vào sự hóm hỉnh với thiết kế 3 bánh độc lạ, chiếc Bonberg đã xuất hiện trong series phim 2 Mr. Bean đình đám. Ngoài ra, chiếc xe này còn thách thức người lái bởi sự chông chênh khó tả mỗi khi mà muốn rẽ sang hai bên. Và ở vị trí cuối cùng, đó chính là chiếc xe Ford Pinto. Ford đã quyết định sản xuất mẫu xe cỡ nhỏ, giá rẻ, có tên là Pinto và đưa ra thị trường. Ford Pinto được coi mẫu xe xấu xí và thảm hại nhất mọi thời đại. Mẫu xe này dính hàng loạt lỗi thiết kế cũng như độ an toàn. Chỉ cần một vụ va chạm nhẹ cũng có thể dễ dàng khiến bình nhiên liệu chiếc xe phát nổ. Tuy nhiên, chiếc Pinto lại khá nổi tiếng ở châu Âu, đặc biệt là Bồ Đào Nha. Pinto tiếng Bồ cũng mang nghĩa là dương vật. Có lẽ chiếc xe này cũng nổi tiếng ở một đất nước nói tiếng Bồ nữa là Brazil. Câu chuyện buồn về Ford Pinto thực sự là huyền thoại. Trong một vụ va chạm, chiếc xe đã bốc cháy khiến hành khách tử vong. Từ đó thì hàng loạt vụ kiện diễn ra liên quan chiếc xe. Tất cả các mẫu Ford Pinto đã được bán ra đều bị thu hồi sửa lỗi.
Đáng tiếc thay, khách hàng vẫn không thể xua đi suy nghĩ, bị lừa đến chết khi bước vào xe. Và video đến đây thì lại hết mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và subscribe Takawa ngay lập tức đón xem những video mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn anh em.